Chuyên mục dạ cứ món ăn ngày Tết bữa nay chấn động với món takoyaki bánh tét. Không nghĩ là món takoyaki bánh tét nó lại ngon như vậy luôn đó mọi người. Bánh tét mà sau Tết mọi người dư thì đi cắt từng khoanh, sau đó là tách riêng cái phần vỏ bánh với lại nhân bánh ra. Nếu như mà ai để tủ lạnh như tôi thì nhớ hấp lại cho cái vỏ bánh nó mềm dẻo lại nha. Cái phần vỏ bánh thì mọi người cứ trộn đều lên cho nó nhuyễn ra rồi kết dính với nhau. Xong rồi thì bây giờ tôi sẽ chống dính cái bao tay cho cái phần nhân vô. Cái phần nhân là bao gồm là đậu xanh nè, thêm nhân bạch tuộc với lại là gừng cho nó giống cái takoyaki bản gốc. Nhà tôi á thì không có cái khuôn takoyaki nên là tôi sẽ tận dụng cái khuôn bánh khọt luôn. Nhưng mà làm bằng cái khuôn bánh khọt á thì mấy bạn phải khéo léo một xíu nha. Cứ đẩy đều các cái mặt từ từ cho takoyaki nó tròn đều lại là được. Xong rồi khi mà cái takoyaki vàng đều dần rụm hết bên ngoài thì tôi sẽ lấy ra, cho thêm mayonnaise và nước sốt takoyaki lên trên. Cuối cùng là không thể thiếu cá bào. Cái món này á mà không có cá bào á là không ra được cái vị takoyaki đâu nha mấy bạn. Như vậy là chuyên mục giải cứu món ăn ngày Tết với món takoyaki bánh tét của tôi đã xong rồi đó. Mấy bạn có thể lưu lại video này và làm thử nha.